Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Lần đầu tiên, Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hàng loạt các doanh nghiệp năng lượng sạch hàng đầu trên thế giới thông báo những khoản đầu tư vào lĩnh vực điện gió tại Việt Nam. Điều này cho thấy tiềm năng và sức hấp dẫn mạnh mẽ trong lĩnh vực này của Việt Nam. Cá voi xanh liên tục xuất hiện tại khu vực thuộc vùng biển Đề Ghi, xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định thời gian gần đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Lần đầu tiên, Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Sự kiện này được đánh dấu mốc bằng lễ trao quyết định của Chủ tịch nước, cử một sĩ quan công an làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Hiện Bộ Công an đã có 8 sĩ quan được Liên Hợp Quốc kiểm tra và đặt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Trong đó có 4 sĩ quan được Liên Hợp Quốc chọn tham gia gìn giữ hòa bình trong năm nay. Sau hơn 8 năm kể từ khi Việt Nam lần đầu triển khai các sĩ quan quân đội đến phái bộ Nam Sudan, nay Trung tá Nguyễn Ngọc Hải là sĩ quan đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân được Chủ tịch nước cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đồng thời nâng cao hơn nữa hình ảnh, vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Công an chính thức thành lập văn phòng thường trực về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc phải nhất quán với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế với lợi ích quốc gia của dân tộc và phù hợp với hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Các đồng chí sĩ quan Công an Nhân dân lần đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cần tiếp nối truyền thống thành tựu to lớn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam để phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của Liên Hiệp Quốc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường và chủ động thích ứng trong thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ với điều kiện khó khăn, phức tạp, theo sáng kiến hành động vì hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều nguy cơ thách thức vượt trên tầm kiểm soát của bất kỳ một quốc gia đơn lẻ nào và ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì nền hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Vì thế Việt Nam phải tiếp tục cam kết chung sức đồng lòng với cộng đồng quốc tế để đưa ra các giải pháp ứng phó dưới ngọn cờ của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nghiên cứu để từng bước tham gia sâu hơn nữa vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mở rộng lực lượng, địa bàn và vị trí tham gia, nhất là các vị trí tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Tối ngày 11 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì tọa đàm góp ý dự thảo nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi do Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp tổ chức. Các đại biểu đã làm rõ các vấn đề như phạm vi điều chỉnh của dự thảo nội quy kỳ họp sửa đổi, thời hạn gửi tài liệu kỳ họp, đồng thời đề nghị rút ngắn thời gian trình bày tờ trình, báo cáo tại phiên họp toàn thể, cho rằng phát biểu và tranh luận là quyền của đại biểu Quốc hội, thể hiện tính chất dân chủ trong hoạt động của Quốc hội. Do đó, đề nghị thời gian phát biểu tại các phiên họp toàn thể nên giữ nguyên ở mức 7 phút. Thời gian tranh luận chỉ nên 1 phút để đi đúng trọng tâm vấn đề. Kết luận tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với nhiều đề xuất của các đại biểu, chuyên gia, nhấn mạnh việc sửa đổi nội quy kỳ họp phải đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội đã được khẳng định tại văn kiện Đại hội 13 của Đảng là tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền và chuyên nghiệp. Còn chiều ngày 12 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về dự thảo luật khám chữa bệnh sửa đổi do Viện Nghiên cứu Lập pháp và Ủy ban Xã hội của Quốc hội chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi tác động không chỉ đến ngành y tế, đến công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, mà còn có tác động rất sâu sắc đến các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, sau kỳ họp Quốc hội thứ 3, với ý kiến của đại biểu Quốc hội và từ nhiều cuộc tọa đàm, tham vấn ý kiến chuyên gia, chất lượng dự án luật đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, chẳng hạn như vấn đề cấp giấy phép hành nghề, cách thức tổ chức đánh giá năng lực hành nghề, việc sử dụng ngôn ngữ trong hành nghề khám chữa bệnh cùng vấn đề liên quan đến tài chính y tế.
vấn đề cơ chế tài chính của các cái cơ sở khám chữa bệnh như thế nào, có đưa vào cái dự án luật này không, và nếu đưa vào thì thiết kế như thế nào. Thì nếu chúng ta không có cái nội dung này trong dự án luật này thì báo cáo đồng chí khi ban hành luật này rồi thì vẫn khó. Cái mục tiêu chính của cái buổi tọa đàm lắng nghe hôm nay là muốn nghe ý kiến các chuyên gia xem là chúng ta có nên luật hóa các cái quy định trong cái nghị định 60 về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và đặc thù của cái cơ sở khám chữa bệnh ở đây. Chủ tịch Quốc hội đề nghị từ nay đến kỳ họp Quốc hội thứ tư vào tháng 10 tới đây, cơ quan soạn thảo cần làm rõ các vướng mắc trong thực hiện quy định hiện hành về tài chính y tế và cơ chế tự chủ tài chính của các cơ sở khám chữa bệnh, cho ý kiến về vấn đề tự chủ tài chính ở các bệnh viện công, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng. Tại cuộc tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học khẳng định việc công khai minh bạch, đảm bảo sự hài lòng của người dân chính là yếu tố quan trọng nhất trong xây dựng chính sách. Ngày 12 tháng 8 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, tiếp ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sĩ Xu Lít và Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổng Phon Phong Vi Hẳn đánh giá cao sự hợp tác giữa ngành tòa án hai nước, đề nghị Tòa án Nhân dân Việt Nam chia sẻ với Tòa án Lào kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Ngành tòa án hai nước phối hợp chặt chẽ hơn nữa để kịp thời xử lý các vấn đề tiêu cực phát sinh, mang lại quyền lợi thiết thực cho người dân. Ông Nguyễn Hòa Bình trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thông Luân Sĩ Xu Lít và các lãnh đạo Lào, đồng thời cho biết trong thời gian tới, Tòa án Nhân dân hai nước tiếp tục chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp, hỗ trợ nhau nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng ngày, ông Nguyễn Hòa Bình đã tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tòa án Nhân dân Lào. Xin được chuyển sang các thông tin kinh tế. Mỹ là đối tác xuất khẩu lớn của Việt Nam, chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2021. Rất nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đang xuất khẩu sang thị trường Mỹ với các sản phẩm chủ lực như là dệt may, da giày, thủy sản. Và không chỉ với riêng thị trường Mỹ, hơn 70% doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam sử dụng đồng đô la Mỹ trong thanh toán. Vậy việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 4 lần liên tiếp nâng lãi suất cơ bản, đưa lãi suất lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2018 có tác động như thế nào đến hoạt động xuất nhập khẩu, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây. Doanh nghiệp dệt may này có 80% doanh thu đến từ xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Trong đó, tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường Mỹ chiếm tới 60% trong 7 tháng đầu năm. Việc Fed tăng mạnh lãi suất được dự báo sẽ làm giảm đơn hàng của doanh nghiệp trong thời gian tới. Cái lượng hàng mà chúng tôi xuất khẩu sang Mỹ có thể sẽ bị chững lại hoặc có thể bị sụt giảm trong cái cuối cái quý 3 và đầu cái quý 4 của năm 2022 này. Thì đấy là cái tác động đầu tiên. Tác động thứ hai thì đối với cái việc mà Fed tăng lãi suất thì rõ ràng là cái lãi suất cơ bản của đồng USD tăng thì nó sẽ gây áp lực lên cái lãi suất mà chúng tôi vay bằng đồng USD. Fed tăng lãi suất tức là đồng đô la Mỹ mạnh lên so với các đồng tiền khác. Điều này cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhập khẩu vì doanh nghiệp sẽ mất nhiều tiền hơn để mua đô la Mỹ trong các giao dịch thanh toán. Giá cái đồng euro nó giảm khoảng độ 18% so với lại đô la Mỹ. Và vì thế cho nên khi mà nhập khẩu các cái nguyên nhân vật liệu đầu vào cho sản xuất giày dép ấy thì lại nhập là hầu hết từ Trung Quốc và chúng ta tính bằng đồng đô la. Đấy, và vì thế cho nên khi mà sản xuất và bán vào châu Âu thì lại tính bằng euro. Thì rõ ràng là họ gánh chịu cái thiệt hại rất là lớn. Áp lực là có, nhưng đồng tiền Việt Nam chỉ mất giá khoảng 2,5%, mức thấp nhất tại châu Á. Nhìn về mặt tích cực, đồng tiền Việt Nam đang khỏe hơn so với các đồng tiền khác trong khu vực. Dự trữ ngoại tệ của chúng ta cũng tương đối dồi dào trong nhiều năm qua, cũng góp phần giảm bớt được cái áp lực do cái vấn đề lãi lỗ chênh lệch tỷ giá xảy ra khi mà đồng đô la Mỹ mạnh lên. Vì đồng yên giảm giá nên doanh nghiệp Việt Nam có thể xuất khẩu sang Nhật thuận lợi. Nếu so với các nước khác thì Việt Nam ít chịu ảnh hưởng của lạm phát. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, để đạt được những mục tiêu xuất khẩu đề ra, các doanh nghiệp cần cập nhật được tốt tín hiệu thị trường và cẩn trọng trong ký các hợp đồng dài hơi. Các doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế đó, thì cũng phải tính toán đến cái bài toán dự trữ cho cuối năm. Bởi vì cái khả năng đứt gãy cái chuỗi cung ứng
cũng như là cái khả năng tăng giá nó hoàn toàn có thể quay trở lại. Dự kiến Fed sẽ tiếp tục họp và có thể tăng tiếp lãi suất một lần nữa vào tháng 9 tới đây. Chính vì vậy, theo chuyên gia, việc duy trì tỷ giá của đồng Việt Nam ổn định là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu hồi phục và tăng trưởng của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế. Thưa quý vị, thị trường năng lượng tái tạo của Việt Nam, đặc biệt là điện gió, là một trong những thị trường được đánh giá là năng động và tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á. Đánh giá sơ bộ cho thấy tiềm năng điện gió trên bờ của Việt Nam là 217 GW, trong khi điện gió ngoài khơi là 160 GW. Thời gian qua, hàng loạt các doanh nghiệp năng lượng sạch hàng đầu trên thế giới đã thông báo những khoản đầu tư của mình vào lĩnh vực điện gió. Điều này cho thấy tiềm năng và sức hấp dẫn mạnh mẽ của thị trường điện gió Việt Nam. Mới đây, công ty cung cấp năng lượng AES Corp của Hoa Kỳ cho biết họ có kế hoạch phát triển một trang trại điện gió lớn ngoài khơi Việt Nam, dự kiến tăng gấp đôi công suất điện gió của Việt Nam hiện nay. Trang trại điện gió này ước tính có tổng vốn đầu tư là 13 tỷ đô la Mỹ với tổng công suất là 4.000 MW sẽ được xây dựng ngoài khơi tỉnh Bình Thuận. Trước đó, một loạt các nhà đầu tư năng lượng thuộc hàng lớn nhất thế giới đến từ Na Uy, Đan Mạch hay Vương quốc Anh cũng đã tiến hành dự án đầu tư điện gió của mình tại Việt Nam. Việt Nam là một trong những thị trường điện gió thú vị nhất trên toàn cầu. Nơi đây sở hữu nguồn tài nguyên gió ngoài khơi khổng lồ, diện tích nước biển nông lớn, phù hợp cho phát triển điện gió. Thêm vào đó, Việt Nam cũng có chuỗi cung ứng tốt khi đã có kinh nghiệm vận chuyển dầu khí khai thác ngoài khơi sang các quốc gia khác. Các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Na Uy đã bắt đầu đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Na Uy có kinh nghiệm trong lắp đặt điện gió ngoài khơi và có thể chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Một trong những sự kiện nổi bật trong hợp tác này là việc Equinor, doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Na Uy và lớn nhất tại khu vực Scandinavia, đã thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, khẳng định nhu cầu đầu tư dài hạn tại Việt Nam của các doanh nghiệp Na Uy. Không chỉ tập trung ở khu vực Trung và Nam Bộ, gần đây nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng thể hiện sự quan tâm tới khu vực phía Bắc Việt Nam. Đáng chú ý, họ không chỉ đầu tư vào điện gió ngoài khơi mà cả điện gió trên đất liền. Nổi bật trong số đó phải kể đến Novawind, công ty năng lượng gió thuộc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga Rosatom đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân của Việt Nam về việc xây dựng trang trại điện gió 128 MW tại tỉnh Sơn La. Trong khi đó, nhà phát triển cung cấp và phân phối năng lượng tái tạo toàn cầu Bayway đã mở văn phòng đại diện tại tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, Bayway dự định sẽ phát triển một dự án điện gió với công suất 240 MW. Bên cạnh tiềm năng về trữ lượng gió cũng như hệ thống vận chuyển năng lượng sẵn có, theo các chuyên gia, những chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của chính phủ Việt Nam cũng là một yếu tố mang tính quyết định giúp thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường. Việc này cũng sẽ giúp Việt Nam thực hiện tốt hơn chiến lược quốc gia về phát triển năng lượng sạch và bền vững, cũng như đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra tại Hội nghị COP26. Tiềm năng về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời, được coi là một trong những chìa khóa cho chuyển đổi năng lượng, giúp Việt Nam đạt mục tiêu trung hòa carbon trong tương lai. Chuyển đổi năng lượng đóng vai trò then chốt để Việt Nam thành công đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 như cam kết tại COP26. Na Uy có kinh nghiệm trong lắp đặt điện gió ngoài khơi và có thể chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Trong khi đó, chúng tôi cũng mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, bởi Việt Nam có sẵn hệ thống vận chuyển năng lượng ngoài khơi. Nếu tiềm năng điện gió được khai thác hết, thì Việt Nam có thể dẫn đầu thế giới về điện gió nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung. Có được điều này là nhờ vào môi trường kinh doanh thuận lợi và những cam kết tích cực của Việt Nam tại hội nghị COP26 ở Glasgow năm ngoái. Năng lượng trong bối cảnh môi trường toàn cầu hiện nay là một vấn đề nhạy cảm. Trong bối cảnh đó, sự dẫn dắt của Việt Nam cần được đánh giá cao, bởi Việt Nam đã đi đúng hướng trong việc làm thế nào để phát triển năng lượng tái tạo một cách tối ưu nhất.
Các chuyên gia nhận định rằng chính phủ Việt Nam đang rất quyết liệt để tăng nguồn cung năng lượng tái tạo, ví dụ như điện gió. Cùng với đó, cộng đồng quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài cũng cam kết đồng hành cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu này. Nhà đầu tư như chúng tôi có trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy chuỗi cung ứng địa phương để Việt Nam sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi. Chúng tôi hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ sớm hoàn thiện dự thảo quy hoạch điện 8 và quy trình cấp phép khảo sát để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện những cam kết mạnh mẽ với Việt Nam. Chúng tôi cũng muốn đánh giá sự sẵn sàng của thị trường, liệu thị trường có ổn định và đảm bảo để phát triển các dự án, làm sao để các dự án có thể vay vốn quốc tế hay có phát sinh các vấn đề liên quan tới hợp đồng mua bán điện không. Chúng tôi hy vọng sẽ có khung pháp lý rõ ràng liên quan đến giá và hợp đồng điện gió. Từ đó, chúng tôi có thể thực hiện các dự án đầu tư lớn và đảm bảo lợi nhuận đầu tư. Ngoài ra, hạ tầng lưới điện cũng cần được phát triển tốt để đủ khả năng truyền tải điện tái tạo. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư và chuyên gia cho rằng cần có các hướng dẫn cụ thể hơn về thỏa thuận mua bán và đấu giá cho thuê điện gió. Vấn đề quỹ đất cho các dự án điện gió trên bờ cũng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Nếu các vấn đề này được giải quyết, cộng với sự hợp tác giữa chính phủ, địa phương và nhà đầu tư, thị trường điện gió Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát triển hơn nữa để vươn lên thành một trong những nước dẫn đầu thế giới và tiến tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Trong phần tiếp theo của bản tin, các trận mưa lớn những ngày gần đây tại Bắc Bộ do ảnh hưởng của bão số 2 gây ra nhiều thiệt hại, nặng nề nhất là tại Hòa Bình. Với mong muốn giảm các vụ đuối nước ở trẻ em, các bạn trẻ tỉnh Bắc Giang đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ thống cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. 4 người thiệt mạng và 4 người mất tích là hậu quả nặng nề sau những trận mưa lớn những ngày gần đây tại các tỉnh Bắc Bộ do ảnh hưởng của bão số 2. Thống kê từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là tại Hòa Bình khi có tới 3 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Ngoài ra, hàng loạt công trình bị sạt lở và ngập úng. Các nạn nhân thiệt mạng và mất tích ở huyện Lạc Thủy, Kim Bôi và thành phố Hòa Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị công an, quân đội tập trung lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn. Đồng chí Chủ tịch vừa kiểm tra đã giao nhiệm vụ, chúng tôi sẽ quyết tâm các lực lượng sẽ ngày đêm sẽ tìm, cố gắng là tìm thi thể của anh Hướng càng sớm càng tốt. Mưa lớn cũng làm 300 hecta lúa và hoa màu của bà con bị ngập úng, nhiều tuyến đường tỉnh lộ và quốc lộ bị sạt lở ta luy dương. Chính quyền các địa phương đang triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất để chủ động di rời, sơ tán người dân. Đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập lụt. Hiện tại tỉnh Hòa Bình vẫn có mưa, chính quyền các địa phương và người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là, cần nêu cao ý thức cảnh giác với các tình huống nguy hiểm bất ngờ có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Mưa lớn kéo dài cũng đã khiến cho nhiều khu vực tại Hà Nội ngập úng, nhiều tuyến đường ùn tắc từ sáng sớm đến gần trưa ngày 12 tháng 8. Ngập khi mưa lớn, câu chuyện không còn lạ tại Hà Nội. Và những con phố ngập sâu vẫn là những cái tên quen thuộc như Thụy Khuê, Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường, Trần Thái Tông. Ngoài tránh xe, người điều khiển phương tiện giao thông còn tự trang bị thêm kỹ năng tránh sóng. Mưa gió thì cứ mạnh ai người đi. Sáng nay mình đi làm thì tắc đường quá nên là mình phải trú ở cửa hàng cà phê. Ngay cả khi mưa ngớt, giao thông cũng không dễ dàng hơn. Dòng xe chen nhau nhích từng mét trên đường. Đại lộ Thăng Long, đường dành riêng cho ô tô, thì xe máy nối đuôi nhau tràn vào. Bởi đường gom và nhiều hầm chui dân sinh ngập sâu. Bất tiện cho người này, nhưng lại là cơ hội việc làm cho người khác. Trong sáng nay, nhiều xe cứu hộ đã hoạt động hết công suất. Sáng ra với công ty em rất nhiều luôn. Sáng ra rất nhiều xe tại Bình Hợp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tổng lượng mưa từ đêm ngày 10 đến sáng nay đo được ở trạm Hà Đông, thủ đô Hà Nội đã lên tới gần 250mm.
Riêng trong ngày hôm qua, lượng mưa lên tới 154mm, một điều ít gặp vào tháng 8 trong gần 50 năm qua tại thủ đô. Việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại, nhất là mũi 3 gần đây triển khai còn chậm. Những tỉnh, thành phố có tỷ lệ này thấp vẫn chưa tăng lên được nhiều như Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Nam. Còn mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, một số nơi vẫn dưới 20% là Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu và Đà Nẵng. Còn về mũi 4 cho những người có chỉ định, một số nơi có tỷ lệ thấp như là Đà Nẵng, Quảng Trị, Bạc Liêu. Sóc Trăng là địa phương có tỷ lệ bao phủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cao nhất cả nước, sắp xỉ 86%, đặc biệt đã hoàn thành tiêm mũi 4 cho tất cả những người có chỉ định trên địa bàn. Để đạt được kết quả này, nhiều giải pháp tại Sóc Trăng đã được triển khai, đặc biệt là việc giao trách nhiệm cho người đứng đầu huyện, xã trong thực hiện các mục tiêu tiêm chủng. Đây là một trong những điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại xã Thạnh Trị thuộc huyện Thạnh Trị. Các bậc phụ huynh đưa trẻ đi tiêm khá đông. Điều này cho thấy mọi người đã thực sự cân nhắc kỹ trước các mối nguy về COVID-19 đối với con em của họ. Chị Thủy quyết định đưa con đi tiêm mũi 2 sau khi tiêm mũi 1 3 tuần. Theo chị, đây là giải pháp hiệu quả nhất bảo vệ con trước dịch bệnh. Dịch nó chưa có chấm dứt, khi mà chưa có tiêm thì mình sợ sức khỏe bé không có chống được các virus đó. Có lịch đi tiêm thì em khẩn trương tiêm. Để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là khi đã xuất hiện biến thể phụ lây lan nhanh hơn, tỉnh Sóc Trăng đã phát động đợt thi đua về tiêm phòng COVID-19. Chủ tịch huyện, xã phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy nếu địa phương không đạt được mục tiêu đề ra. Ban thường vụ tỉnh ủy đã có chỉ đạo giao nhiệm vụ cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác tiêm vaccine. Trong đó đặc biệt quan tâm đến cái công tác tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. Giải pháp quyết liệt này đã đẩy nhanh đáng kể tốc độ tiêm tại Sóc Trăng. Chỉ trong vòng 1 tháng, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tăng từ 7% lên xấp xỉ 80%. Các trẻ ở các điểm trường thì chỉ đạo cho các hiệu trưởng để vận động phụ huynh đưa các em đến các điểm tiêm. Còn lại những trẻ mà chưa đến trường thì cũng đã vận động đi từng nhà. Tại Sóc Trăng, các đợt tiêm vét theo hình thức cuốn chiếu từng xóm, ấp vẫn đang được tổ chức. Phấn đấu đến cuối tháng này sẽ hoàn thành việc tiêm cho tất cả trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Số liệu tiêm chủng được báo cáo hàng ngày để Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp điều chỉnh, đôn đốc. Việc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động mới đạt được hơn 11%, trong khi chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn nhận hồ sơ. Tại cuộc họp sáng 12 tháng 8 với các địa phương, lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu quyết liệt tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong vấn đề này. Mặc dù từ đầu tháng 7, Thủ tướng đã quyết định cấp 100% kinh phí từ ngân sách trung ương cho các địa phương để chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 4 địa phương chưa hề giải ngân được là Hà Giang, Bắc Cạn, Sơn La, Phú Yên. Một số tỉnh thành giải ngân rất chậm là An Giang, Hải Phòng, Kiên Giang, Bình Định với tỷ lệ chưa đến 1%. Qua kiểm tra, nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc này, thậm chí nhiều địa phương sợ trách nhiệm và rủi ro nên đã phát sinh thêm nhiều thủ tục, kéo dài thời gian phê duyệt hồ sơ, gây khó khăn cho người lao động. Năm nay rất nhiều vụ đuối nước ở trẻ em đã xảy ra và để lại vô vàn những mất mát cho bao gia đình. Với mong muốn có được một giải pháp cho tình trạng này, các đoàn viên huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ thống cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời. Đây là khu vực nước sâu nguy hiểm, thường xuyên xảy ra ở tình trạng ở xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Trẻ em trong xã tỏ ra rất thích thú trước sự xuất hiện của một cây cột sắt có thể tự động phát ra âm thanh cảnh báo đuối nước. Cây cột sắt được gắn biển công trình thanh niên. Rất đáng trân trọng khi ý tưởng chế tạo ra công trình xuất phát từ thực tế địa phương. Có nhiều ao hồ và hầu như năm nào cũng xảy ra các vụ trẻ em đuối nước trong dịp hè. Từ thực tế đó thì chúng tôi đã thiết kế, xây dựng và lắp đặt hệ thống để góp phần chủ động tuyên truyền cho gia đình cũng như học sinh thiếu nhi về nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước. Các đoàn viên thanh niên huyện đoàn Lạng Giang cho biết hệ thống cảnh báo đuối nước gồm cột sắt, loa phóng thanh tích hợp cổng USB, bình ắc quy và hệ thống điện năng lượng mặt trời để phát thanh.
Ngoài việc lắp ráp đúng kỹ thuật thì một phần cũng không kém phần quan trọng, đó là chúng tôi phải thiết kế ra một cái hộp kín bằng tôn để tránh mưa lắng, không ảnh hưởng đến các thiết bị ở bên trong và nó hoạt động hiệu quả và lâu dài hơn. Nhờ có hệ thống lập trình tự động, hệ thống cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời sẽ tự động phát thanh. Những nội dung tuyên truyền phòng chống đuối nước đã ghi trong thẻ nhớ sẽ được phát 3 lần trong ngày vào các khung giờ cao điểm thường xuyên có người dân và thanh thiếu nhi qua lại và ra sông tắm. Ở những điểm có lắp đặt hệ thống cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời, đoàn thanh niên huyện Lạng Giang còn trang bị những chiếc phao cứu đuối như thế này. Mục đích là để khi gặp tình huống nguy hiểm, người dân có thể quăng những chiếc lốp như những chiếc phao cứu sinh xuống cho người gặp nạn, nhằm phòng tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy ra do đuối nước. Trong thời điểm thí điểm thì chúng tôi đánh giá cái mô hình này cũng khá là tốt. Thì thời gian tới nếu hiệu quả thì chúng tôi giao cho đoàn thanh niên phối hợp với phòng lao động thương binh xã hội để xây dựng kế hoạch, xây dựng phương án trình ủy ban nhân dân huyện. Thì huyện sẽ đầu tư kinh phí để nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện. Huyện đoàn Lạng Giang cũng cho biết từ nguồn kinh phí của đoàn, của công an huyện và xã hội hóa, trong tháng này sẽ lắp đặt xong 5 chiếc cột cảnh báo đuối nước ở 5 xã. Mỗi công trình có giá thành là khoảng 5 triệu đồng. Mục tiêu của họ kỳ vọng đến hết hè sang năm, hệ thống cảnh báo đuối nước sẽ hiện diện tại tất cả 21 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Như quý vị đang thấy ở đây là hình ảnh cá voi xanh tạo cảnh kỳ thú trên biển. Đây cũng là từ khóa thu hút sự quan tâm của nhiều người những ngày gần đây. Thời gian gần đây, cá voi xanh liên tục xuất hiện tại khu vực thuộc vùng biển Đề Ghi, xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Theo người dân địa phương, sau lần xuất hiện cách đây khoảng nửa tháng, thì hai chú cá voi xanh lại xuất hiện tại khu vực biển Đề Ghi và ở lại khu vực này nhiều ngày qua. Sự xuất hiện liên tiếp của cá voi xanh tại khu vực biển Bình Định là điều khá đặc biệt. Theo chuyên gia về sinh thái và tài nguyên sinh vật, có thể nguyên nhân là do sự thay đổi đưa các dòng nước giàu dinh dưỡng vào bờ với nguồn thức ăn phong phú, thu hút cá voi đến gần. Vâng, việc nhiều cá voi xanh đến biển Việt Nam cũng cho thấy vùng biển của chúng ta thực sự bình yên và an toàn. Đến đây, bản tin thời sự cũng xin được kết thúc. Quý vị đừng quên là có thể xem trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.